Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là em về được một cặp vỏ thùng súp hầm 50 mẫu HS218 hoặc là các bác thích gọi là mẫu gì cũng được. HS218 hoặc là S36 cũng được, hoặc là các bác thích đặt tên khác ví dụ là 5202 hay là 5201 cũng được. Thì trước mặt các bác đây là cái vỏ thùng súp nha các bác nha. Thì em sẽ đo cho các bác xem là cái kích cỡ của cái thùng này. Khối lượng của thùng khá là lớn, rất là to, cực kỳ là sâu. Đấy. Thùng có chiều dài mặt là 1m18cm, được chưa? Chiều sâu của thùng là vào 80cm, đấy, khá là sâu. Và chiều cao của cái thùng này đó là 63cm. Đấy. Các bác xem nhé, khối lượng thùng khá là lớn. Chuyên dùng nắp các loại bát nào gọi là 18 inch khoảng 50. Đấy. 18 inch nhé, chuyên dùng nắp cho bát 50-18 inch. Đấy. Có một thanh trống ở giữa đây, được đục nỗ hình chữ nhật. Đấy, 6 nỗ. Rất đẹp. Đấy, cái này thì em có đánh giá điểm trừ là cái này phải làm 2 thanh. Đấy, để mà các bác bê đi thì một tay ở dưới này, một tay ở đây. Hai thanh thì bê nó sẽ dễ hơn rất là nhiều, gỗ nó chắc hơn, nhưng mà thanh nghe vẻ hơi yếu. Thùng hơi ăn gian tí. Rất là hoành tráng đúng không ạ? Thùng rất là đẹp, sơn sần cát. Có cải tiến hơn trước là thùng này sử dụng sơn sần cát. Sơn sần rất là đẹp. Và đây, mặt sau đây, em đã tháo sẵn ra rồi. Bên trong vách thùng đây là có một khoảng để nắp bass đã làm ốc cho gen, vách viếc đây. Đấy, thùng làm khối lượng rất là lớn và sâu. Nên là con này mà các bác nắp bát vào nó đánh thì khá kinh đấy. Con này nắp bát thì các bác có thể cho là bát quay mặt ra ngoài hoặc là quay mặt vào trong tùy. Ví dụ như con này mà các bác cho nam châm vào trong cái khoang bên trong kia, về mất công khoan một lần lỗ dây để rùi dây vào thì khối lượng thùng nó sẽ lớn hơn. Đấy, nó cộng hưởng cái nhịp nó khác. Nói chung là về các bác tự nghiên cứu. Thích nắp ngược hay nắp xuôi thì tùy ý các bác, bởi xúc hầm mà. Nắp được kiểu gì thì nắp, còn không nắp được thì tùy. Đấy. Như thường thường này là cái mẫu này là thường thường là cái nam châm nó sẽ quay ra đằng sau, bát nó sẽ để mặt trước. Tức là nếu như chuyên môn mà nói thì vách thoát hơi bên cạnh đây nó sẽ là pha cộng, còn nó giữa kia là pha trừ. Đấy. Tức là nếu như các bác đấu đúng trên kỹ thuật định thì mặt trước hai cái thoát hơi ngoài cùng này sẽ là pha cộng của nó bass, còn giữa kia sẽ là pha trừ của nó bass, và hai cái khoang ở bên trái và bên phải là hai khoang chia riêng nhá, không chung đụng với nhau đâu. Đấy, hai khoang thùng riêng, nó không chung đụng với nhau đâu. Đấy, vách viết đổi chia hết rồi, bên này loa này, bên này một loa nữa này. Đấy. Thùng này thì như bên em vẫn bán là 7.500.000 đồng, bao ship toàn quốc cho các bác, và giá tại cửa hàng khá là cao, là 5.500.000 các bác nhé, 5.500.000 giá tại cửa hàng. Thùng này khối lượng rất là lớn, mất rất nhiều công sức để làm nên, giá cũng vô cùng là đắt chứ không có rẻ. Bên em thì lấy hàng trung cấp và cao cấp chứ không lấy hàng rẻ. Hàng này mà rẻ bán cho các bác nhé, các bác đi nào chưa được 3 cái sự kiện thùng đã nứt ngang nứt dọc không bán. Bán như thế mang tiếng. Sau nó suốt ngày các bác bóc phốt đi. Bên em thì bán hàng nói luôn đấy. Đây là sơn sần hạt cát. Sơn sần hạt cát nhá, rất là cao cấp. Khá là đẹp thôi, chứ không phải là đẹp đâu. Bên em thì yêu cầu nó kỹ càng lắm, gọi là khá là đẹp thôi. Ok không ạ? Thì video giới thiệu đến đây thôi các bác nhé. Các bác nào quan tâm đến cái mẫu thùng này thì liên hệ trực tiếp với em. Hiện tại đang có rất nhiều. Nếu như các bác nào săn đón và tìm mua thì đây là sự lựa chọn khá là hoàn hảo cho các bác. Khối lượng thùng rất là lớn, rất là lớn. Đấy. Bên cạnh thì có hai khoang tay sách này. Đấy. Bên cạnh mỗi bên thì có hai cái khoang tay sách, các bác bê và vận chuyển được chưa? Ok các bác nhé, mọi ý kiến thắc mắc hay là ý kiến liên quan đến đặt hàng, các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại ở dưới phần mô tả để biết thêm thông tin về sản phẩm. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong những video clip lần sau.